nữ Myanmar tại SEA Games năm nay. Giải đấu đầu tiên ông làm việc với bóng đá nữ Myanmar, nhưng trận bán kết gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Một lần nữa hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong trận chung kết của môn bóng đá nữ SEA Games 32. Chúng ta đang được xem lại bàn thắng mà Huỳnh Như đã mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam với một nỗ lực chuyền bóng đến từ Huỳnh Như, đến từ Tuyết Dung. Bộ đôi Tuyết Dung và Huỳnh Như vẫn cho thấy một cái duyên ghi bàn rất ấn tượng vào lưới của đội tuyển nữ Myanmar. Và đây là cơ hội nguy hiểm nhất của đối thủ trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống đưa bóng đến trúng cột dọc của Thet Mon Min. Sau pha bóng đó thì đội tuyển nữ Myanmar gần như không có thêm một cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam cả. Đây là Diễm My. Ngày hôm nay thì Diễm My là một trong những trung vệ chơi cực kỳ xuất sắc. Còn đây là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Thanh Nhã. Thanh Nhã vào sân sử dụng tốc độ và sức mạnh của mình, và cuối cùng là kỹ thuật 10 điểm để đưa trái bóng đi vào lưới của Myanmar. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Một hình ảnh mà chắc chắn những cổ động viên bóng đá Việt Nam sẽ